Ok. Thần kinh, dây thần kinh. Chắc chắc cùng Uzi. Ok, xin chào tất cả mọi người, mình là Uzi. Anh em xem chương trình, các bạn nhớ bấm subscribe và bấm chuông nhung xin nhé. Ok, thì hôm nay Uzi đã đến với anh Taylor. Anh Taylor có thể giới thiệu bản thân mình được không ạ? Rồi, mình tên là Taylor, mình là bạn của Uzi. Lâu rồi đúng không em? Đúng rồi, lâu rồi. Mới đây Uzi up clip, Uzi đi ăn với anh Taylor. Thì bây giờ thì mình nhờ anh một chút xíu để qua những cái món ăn mà rất là lạ và đối với người nước ngoài thì khó ăn đấy. Ăn nhá. Anh Taylor biết cái này là gì không ạ? Như là cái này là bột vịt lộn mà. Đúng rồi, vịt lộn. Cái này rất là khó ăn. Khi mà đối với người nước ngoài thì rất là khó ăn á. Anh đã bao giờ ăn cái này chưa? Có rồi, cũng có một vài lần á. Anh ăn được không? Ăn được, cũng không có thích lắm nhưng mà ăn được. Nói chung là ăn được. Ăn được nhưng mà cái nó khó ăn hết được. Có một cái cảm giác đặc biệt á. Khi bây giờ sẽ mở ra thử. Okay. Thần kinh, dây thần kinh. Người Hàn Quốc ăn được đúng không? Không ăn được. Không ăn được hả? Dạ. Yeah. Để Uzi ăn hết đi. Bây giờ anh chấm một mỗi người một miếng nha. Muốn tôi xin ai ăn trước? Ai được không anh? Ai được? Cô ăn trước. Ok. Rồi. 1, 2, 3. Anh chấm nha. Anh miếng nào anh cầm, anh tự cầm thôi. Ok. Cũng thích ăn nhưng mà nhìn là thấy hơi ghê, nhưng mà cái vị là giống một cái trứng nhưng mà béo hơn một chút thì cũng ngon, nói chung là ngon, cũng giống trứng thì không có khác nhiều đâu. Mình nhắm mắt mình ăn thì giống như là trứng nhưng mà mà ngon. Wow, no quá đúng không? No quá rồi. Đúng rồi, không ăn nổi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua món khác. Ok, món tiếp theo là chao. Hay là biết chao. Ok, thì cái này là chao thì thường thường người Việt Nam nghe nói là bỏ đường và bỏ ớt xong rồi ăn như thế này. Anh bây giờ ngửi thử đi, có mùi gì? Mùi chao. Có mùi. Có mùi, cái đó là nói chung là đậu hũ nhưng mà đã lên men rồi phải không? Ok, bây giờ mình sẽ ăn một chút xíu thử nha. Cái này ăn như thế này. Chắc chắn. Ở nhà hay là hay ăn cái này? Tại vì vợ của Taylor hay nấu món ăn mà có chao á. Ngon. Trong với chao. Ngon. Cái này thường nghe nói là ăn với cơm nóng. Hoặc là rau gì đó. Rau luộc hả? Ăn rau luộc. Ngon. Ngon. Cái này ăn được. Ăn được hơn là cái món trứng vịt lộn. Đúng rồi. Ok, bây giờ sẽ mình ăn tiếp theo. Ok, đây là bún đậu mắm tôm. Ăn Taylor thế nào? Taylor thì thích, nhưng mà thích lắm. Rồi, nhưng mà cái này là cái món mà người Mỹ sợ nhất. Người Hàn Quốc cũng sợ nhất. Nhưng mà cái mùi cũng hơi nặng. Nhưng mà cái vị thì ngon. Ăn thì ngon, nhưng mà ngửi lại thì nó sao sao á. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Lâu rồi không ăn. Rồi, Taylor thích nhất là cái chả cốm. Chả cốm. Cái này là nem gì? Chả cốm. Thịt luộc. Còn cái này là đậu hũ. Đậu hũ á. Đậu hũ. Lại cái miếng này nó hay thiệt. Đúng không? Nó nhín nhau á. Sao làm được hay ta? Ngon đúng không? Bỏ đường, tắc, chanh gì đó. Tắc. Ớt. Rồi mix vô, trộn vô là rất là ngon. Người Việt á, người Việt thấy cái này dễ ăn. Nhưng mà nghe nói là thấy cái phô mai của Pháp, phô mai xanh, blue cheese. Biết cái món đó không? Cái người Việt không thích cái đó đâu. Cái mùi đó rất là khó chịu. Thì cái đó là một cái thú vị. Anh có thích ăn kim chi không? Trời, mê ăn kim chi. Không phải là ai cũng ăn được. Tại vì cũng có mùi á. Nhưng mà nói chung là Kim chi ngon. Người nước ngoài mà sống ở đây lâu thì có thể ăn được. Nhưng mà không phải là ai cũng ăn được như thế. Tại vì anh Taylor sống ở đây khoảng 3 năm nhưng mà vẫn ăn được mà. Sao ăn được hay ta? Chắc tại vì có một cái kinh nghiệm tốt. Cái lần đầu tiên mà thử. Đúng rồi. Tại vì cái chỗ đó làm rất là ngon. Phải dùng cảm lên. Vô. Người Hàn Quốc thì đảm bảo là không ăn được cái này. Mà anh trai của em thì ăn được. Mà bạn của em thì toàn là không ăn được.
anh vừa mới ăn bạc hà đúng không? Đúng rồi. Cảm ơn anh nhiều. Nghe mùi này, cái này không. Cảm ơn anh nhiều. Wow. Ủa, ăn xong rồi mình ăn bạc hà thôi là mình có thể nói chuyện được. Đây là cái gì vậy? Anh nói chuyện. Món bí là gì vậy? Oh. Oh, phân của bé. Đậu hũ thúi. Thúi. Oh. Đã. Ok, thì ăn thử rồi biết. Dạ. Thế là cứ ngửi sơ sơ khoảng một giây thì phân nha. Mà hai giây ba giây thì lại nó thơm một chút chút. Này giống ở Đài Loan, nhìn như là ngon hơn ở Việt Nam. Chấm chấm rồi thấy ngon không? Chấm thì có vị giống như là mình đang có sở thú. Rồi cũng xịt thử cái này. Cái này ngon. Chấm cái này ngon. Cái này ngon hơn cái này. Thấy người Việt hay không? Hay. Có nghĩa là đối với người nước ngoài thì không có dũng cảm và bị troll từ cái này thì chắc chắn là không ăn được. Nếu không có nói với người nước ngoài là cái này là đậu hũ thối. Thì là nói là ê, cái này là đậu hũ, ăn thử có ngon không? Xong rồi người ta không có dám giống vậy. Đúng rồi. Ăn xong rồi. Chắc người ta thấy ngon. Nếu mà không nói là cái đây là đậu hũ thối thì người ta sẽ ăn rất là tự nhiên và sẽ ngon. Người ta cứ nghĩ là cái này sẽ thối. Xong rồi người ta sẽ không ăn. Não nó không có chấp nhận. Hiểu rồi. Thì Wuxi trong các món thối Việt Nam thì thích món nào? thứ nhất là bún đậu mắm tôm và sau đó là chao. Sau đó là đậu hũ thối và cuối cùng là trứng vịt lộn. Còn ăn thì sao? Thì y chang vậy đó. Y chang vậy. Bây giờ người nước ngoài. Hello. Chào. Anh sau khi ăn cái món này thì anh cảm thấy như thế nào? Cũng nói chung là anh đã ăn mấy cái món này nhiều lần rồi. Và món món chao thì thấy bình thường. Thấy bình thường, món chao thì thật sự là thấy bình thường luôn á. Bình thường. Cái này hơi khó ăn một tí. Nhưng mà mình ăn rồi mình quen thì dễ ăn. Với sốt nữa. Với sốt nữa. Và còn cái trứng vịt lộn thì ăn được nhưng mà chắc không bao giờ đi xuống thành phố tìm chỗ nào mà bán. Đúng rồi. Chỉ kiểu lâu lâu người ta bắt buộc thì mình ăn chứ mình không bao giờ tự kiếm xong mình ăn. Và trứng vịt lộn thì mình nhắm mắt mình ăn thì được. Mà lại không mắc cái là chứ yeah. Oh my god. Bún đậu mắm tôm. Tại vì anh Taylor là đã ở đây rồi và tiếp xúc với những món ăn Việt Nam nhiều cho nên là mới ăn được như vậy. Chứ không phải là người nước ngoài nào mà ăn cũng như thế. Các bạn phải hiểu nha các bạn. Và Uchi rất cảm ơn mọi người đã xem clip của Uchi và Uchi cũng cảm ơn anh Taylor đã xuất hiện ở clip của Uchi. Cảm ơn Uchi. Thì sau này chúng ta sẽ ăn thử những cái món ăn lạ Hàn Quốc nếu mà chúng ta có dịp. Và Uchi rất cảm ơn mọi người đã xem clip của Uchi và các bạn nhớ subscribe và cái bấm chuông nhấn xin nhá. Bye bye. Bye. Để rồi nha. Để rồi. Bye bye. Uchi phải hút cái nước đó nó. À thì Uchi hút đi. Không hút. Nhìn là thấy hơi ghê. Ăn được nhưng mà bữa trước á, có một bạn em cho em bỏ cái gì nó thúi hơn nữa. Thế là giống như là phân con vô gì đó. Oh mà vì em chưa bao giờ ăn nhưng mà em đã ngửi rồi. Bự lắm. Trời.